Xin giới thiệu với mọi người, đây là chiếc drone tốt nhất năm 2021. Các bạn nhớ phải mua thẻ nhớ riêng nhé. Máy bay này là không đi cùng với thẻ nhớ nên là phải mua thẻ nhớ riêng nhé. Đây mình mua một cái thẻ 64GB. Đấy, bật mở nhá các bạn, giữ một lần này, rồi nhả ra rồi giữ lại thêm lần nữa. Để khi nào nó phát ra cái tiếng ấy thì là được. Cách mở của máy bay thì cũng vậy nhá, nút bấm ở dưới này. Đây. Đấy. À quên mất. Nhớ là phải cho pin vào nhá. Con này bay khá cao nha mọi người. Con này tốc độ rồi chống gió cấp độ 5, mà mình không biết là cấp độ 5 là chống gió khoảng bao nhiêu km một giờ. Đấy, máy bay không hề ồn nhá, cũng khá là êm đấy. Đấy, cộng thêm cả cái tính năng này nữa này. Đấy không? Nha, giờ cho bay thấp xuống một tí nhá. Không hề ồn nhá. Cái này là nó đi cùng với ba cục pin, mỗi cục pin là sẽ bay được tầm ít nhất là tầm khoảng 30 phút. Đấy, ba cục là bay được khoảng tiếng rưỡi. Cái này là mình đi mua theo combo nhá, còn nếu các bạn mua lẻ thì riêng máy bay thì cũng được. Nhưng mà mình khuyên là các bạn nên mua một lần là mua combo luôn nhá. Đấy, hạ cánh rất là êm nhá. Đó, hạ. Rồi bây giờ mình sẽ quay thử cho mọi người một vài shot ở trên không nhé, xem nó sẽ quay như nào, đúng nét không. From the night, work to fight, drive on. Held too tight, gave no time to let go. If I need you to hold. Stop.